Sáng 22 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trọng thể tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022 và tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Sơn Hùng và Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã phát triển toàn diện, rộng khắp với nội dung, hình thức phong phú, tạo được khí thế thi đua sôi nổi với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể nhân dân, góp phần tích cực cho từng đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã phát huy khối đại đoàn kết, cùng chung sức đồng lòng bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa Đồng Nai từng bước khắc phục khó khăn, kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Mặt khác, qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng tôn vinh với nhiều mô hình mới, cách làm hay được tuyên truyền nhân rộng. Tại buổi lễ đã có 154 tập thể, cá nhân được khen thưởng, 202 tập thể, cá nhân vinh dự được tặng danh hiệu điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai. Đây là những bông hoa tươi thắm cho vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh. Sự quan tâm và động viên khen thưởng đó là một trong những cái hạnh phúc riêng của cá nhân và của những cái tập thể, họ đã cống hiến hết sức mình và những cái cống hiến đó đã được ghi nhận. Xác định đầu tiên phải là với cái vai trò vị trí của công việc, các cái hoạt động chống dịch thì cũng phải triển khai ngay từ những ngày đầu tiên chưa có dịch ở trên tỉnh Đồng Nai, chứ không phải là đến cái ngày mà ghi nhận ca. Đó đầu tiên phải xác định là cái vai trò và lương tâm của một người làm y tế cái đã, không ngại khó khăn. Và ngoài ra thì những cái tập thể, những cái đơn vị ngoài ngành y tế họ cũng đã tham gia cùng quyết liệt với mình, thì rõ ràng ngành y tế phải là phấn đấu hơn nữa để là cái bộ phận hướng dẫn kỹ thuật, là bộ phận chuyên môn đi đầu để cùng chiến thắng đại dịch, chứ không phải một đơn vị y tế mà làm được tất cả. Mô hình của mình là liên kết sản xuất và tạo cái thương hiệu sản phẩm của tỉnh Đồng Nai. Nghĩa là mình kết hợp với bà con nông dân là trên phương diện là bao tiêu và thu mua cho bà con. Mình sẽ ký hợp đồng bao tiêu và đảm bảo cái vấn đề thu nhập cho bà con để giải quyết công ăn việc làm cũng như là những cái khó khăn của bà con ở địa phương. Rồi sản phẩm của mình thì cũng đang làm những cái hồ sơ OCOP và cũng đang được các cơ quan chức năng hỗ trợ để mình hoàn thiện cái hồ sơ đó. Và mục tiêu năm nay thì mình cũng có 4 cái sản phẩm để thi OCOP. Hôm nay được anh danh ở đây thì tôi rất là vinh hạnh, rất là cảm ơn các cơ quan chức năng đã có những cái ghi nhận và những cái cống hiến để mình có động lực hơn nữa, để phấn đấu hơn nữa để làm sao cho các cái nông nghiệp của mình nó phát triển, đặc biệt là nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai mình. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh cũng như từng địa phương đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các khâu đột phá của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tổ chức phong trào thi đua phải phong phú, đa dạng, tạo sự lan tỏa, huy động được đông đảo toàn thể nhân dân cùng tham gia. Mặt khác, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng phát hiện các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, nhất là từ cơ sở, từ các đơn vị nhỏ nhất trong sản xuất kinh doanh, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, nhằm tạo nguồn bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng cho mọi người học tập làm theo. Quan tâm thường xuyên công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, cả về số lượng và chất lượng, ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới sự nghiệp thi đua khen thưởng.